Đinh Thanh Hải xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị cùng du xuân cùng Đinh Thanh Hải nhé. Nào xin mời quý vị cùng theo bước chân Đinh Thanh Hải.
hoa nhà rất là thơm quý vị. Hương thơm ngào ngạt. Hoa nhài, hoa lài, trắng tươi và rất là thơm. Nếu chúng ta uống trà mà bỏ hoa vào rất là thơm, uống rất là say mê. Thường muốn uống trà thì người ta sẽ đi phơi hoặc là chờ cho những cái hoa nhài này nó khô. Đây, cái này khô rồi. Đó. Loài hoa giấy màu sắc rất là sặc sỡ nhưng mà lại không có hương. Hữu xạ tự nhiên hương, còn cái này là sắc không có hương. Đinh Thanh Hải xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chào tạm biệt.